Thưa quý vị, dự án số 2 khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn Sao Vàng Thanh Hóa do công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai làm chủ đầu tư, dù đã khởi công xây dựng từ năm 2021 nhưng hiện hoạt động thi công cầm chừng. Dù rằng đã được bàn giao hàng chục hecta đất nhưng mà lạ lùng rằng thời gian gần đây hoạt động thi công gần như là không diễn ra, khiến cho nhiều người phải đặt ra dấu hỏi về năng lực của chủ đầu tư dự án. Đây là những hạng mục thi công dang dở tại dự án số 2 khu đô thị mới Sao Mai, Lam Sơn, Sao Vàng. Vào thời điểm phóng viên VTC14 có mặt tại hiện trường, hoạt động thi công không diễn ra. Trên công trường, vật liệu để ngổn ngang. Tại khu vực phía nam của dự án, cây cỏ dại mọc tùm như bãi đất hoang. Theo phản ánh của nhiều người dân, từ qua Tết âm lịch tới nay, tức là gần 7 tháng, hoạt động thi công san lấp mặt bằng gần như không diễn ra. Ra Tết là sẽ làm mà đến bây giờ cũng chưa thấy. Mà bọn tôi là chưa có trích lục. Nên cũng không rõ là tôi ở đây là từ năm 92, 93. Mà nên chờ là chưa có trích lục cũng không hiểu rõ làm sao. Nên họ bảo là có huyện họ nói là thôi cứ để ra Tết. Rồi ra Tết thư người ta làm. Mà đến bây giờ chưa thấy chị ạ. Cái dự án này chị thấy họ triển khai thi công như bây giờ? Bữa nay thì sắp nay thì lại thấy cũng có đang làm nhưng mà chỉ làm đang đường điện với đường ống nước là thấy họ đang làm. Khảo sát của VTC14 cũng cho thấy tại nhiều khu vực hiện mới chỉ san gạt mặt bằng nhưng nhìn nham nhở. Nhiều vị trí dù đã tạm mặt bằng nhưng không có dấu hiệu thi công làm đường. Đáng chú ý, hiện dự án vẫn còn vướng mặt bằng của cả chục hộ dân với diện tích khoảng 2,8 hectare. Thì họ phải đi. Lúc mà họ đi thì nói chung có đền bù thỏa đáng là bọn tôi đi. Có dứa thôi. Cũng giống như những nhà, ví dụ bọn tôi chưa có trích lục thì cũng mong là đền bù cũng giống những người có trích lục thôi, chứ còn bọn tôi cũng không chống. Bọn tôi thì cũng chả đợi là làm thì cứ làm cái chi thì cho dứt điểm, nhưng để bọn tôi biết đường, bọn tôi còn làm cái bổ sung thêm, bọn tôi sống như chưa cứ treo lung ta lung tung như chưa làm huyện thì có sau mai rồi nữa nông trường đó nó không làm trích lục với chữ đang nghiên cứu không biết làm kiểu chi. Dù rằng dự án vẫn đang dang dở như thế này, nhưng kỳ lạ trong báo cáo mới nhất của chi nhánh Sao Mai Thanh Hóa thì đã hoàn thiện phần hạ tầng kỹ thuật đạt 90%, đảm bảo tiến độ theo chủ trương đầu tư của Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa. Dự án thì được có quyết định giao đất là ngày 2 tháng 7 năm 2021 và đã bàn giao đợt 1 được 60,4 hectare trên tổng 70,69 hectare. Thì hiện nay đến cái thời điểm bây giờ là nhà thầu tập đoàn đã triển khai thi công cái phần diện tích 60,4 hectare bàn giao đợt 1 đã cơ bản xong cái phần hạ tầng với cái phần diện tích 60,4 hectare. Tuy nhiên hiện nay ở trên 60,4 hectare thì có phát sinh cái việc giải phóng mặt bằng ba cái hạng mục chính, đó là cái phần đường ống xăng dầu quân đội chạy qua dự án và ba cái đường điện cao thế của điện lực Thanh Hóa. Được biết vào đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 2143 truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn, chỉ đạo về việc thanh tra tỉnh thực hiện quy trình thanh tra các dự án đầu tư sử dụng đất giai đoạn 2010-2021. Trong tổng số 12 dự án bị thanh tra thì có dự án khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn Sao Vàng, diện tích 70,07 hectare, do công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai làm chủ đầu tư.